Hello, xin chào anh em. Chào mừng các bạn quay trở lại với clip tiếp theo của mình. Thì đây là phiên bản version mới, có rất là nhiều cái tối ưu như mình cũng đã chia sẻ anh em rồi đấy. Auto được các loại, nói chung là đây là một phiên bản mình có thể làm được mọi thứ. Mọi ý tưởng của anh em góp ý và mình cảm thấy nó phù hợp thì mình có thể xây dựng. Miễn là các bạn đừng ngại góp ý là tôi chơi được hết. Ví dụ như tính năng vào cua tôm cá, tính năng quẩn tù tì, trời chơi bát rồi các loại mấy cái đồ đó. Rồi những cái gì nó tối ưu hóa trong game, nếu cảm thấy phù hợp là mình ráp được hết. Có nghĩa là đây là một phiên bản mình có thể làm được mọi thứ mình muốn. Và những cái ý tưởng sáng tạo của những anh em, các bạn thấy có những cái ý tưởng sáng tạo nó độc, nó lạ. Anh em cứ EB cho tôi xem xét, tôi thấy ok, tôi sẽ ráp và tôi sẽ update liên tục. Có nghĩa là con game của mình nó sẽ luôn mới. Tuy nhiên thì nó vẫn giữ bản chất của con game là thuần xanh các bạn nha. Như thế nào là thuần xanh? Thuần xanh có nghĩa là chỉ sử dụng đồ xanh. Ăn ba lần quốc như tình hiệu cốt thì event nó sẽ có, nhưng nó chỉ là hạn sử dụng và cái giá trị event nó sẽ rẻ mạt, như server mình đang đang chơi, như server mình đang 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 open ấy thì gần hết event rồi, mà túi quà event rồi các loại nó vẫn anh em vẫn buôn bán rất là rầm rộ và chẳng liên quan tới ông admin. Anh em tự khai thác, tự kiếm tiền với nhau, trao đổi với nhau. Và những vật phẩm về ăn ba lần quốc như tình hiệp cốt nó chỉ có thể vĩnh viễn khi nó ở nằm trong hoạt động liên đấu, đó là một hoạt động duy nhất có thể kiếm được đồ vĩnh viễn, đó mới là giá trị của game. Còn bây giờ là nếu cứ event mà ra đồ vĩnh viễn thì chẳng khác nào vô hình chung là chúng ta sử dụng hai chữ hút máu tận dụng khá là tốt, nhưng mình đang mở server, mình không mục đích đem lại lợi nhuận hút máu, mình chỉ có đủ phí duy trì server là đủ rồi. Cho nên anh em lưu ý các bạn, khi các bạn xác định chơi server của mình thì các bạn phải suy nghĩ đến cái vấn đề đó. Đó là một cái server công bằng với anh em. Và kỳ trang cát à, bỏ hết cái này à, bỏ hết, chả bán buồn gì đâu. Ok, và trong clip này thì mình sẽ chia sẻ cho anh em về cái việc là mình sẽ tạo quái như thế nào. Ví dụ như hiện tại này, những bản đồ 1x, 2x, 3x thì mình tạo quái rất là nhiều. 4x, 5x chẳng hạn, rất là nhiều. Thay vì 5x thì mình sẽ tạo nhiều bản đồ, thì mình sẽ tạo một bản đồ một thôi. Mình sẽ cho nó là tầng lăng 1, tầng lăng 2, tầng lăng 3, kiểu là như vậy để cho anh em dễ hình dung. Và bây giờ thì mình sẽ lên bản đồ phía trên để chúng ta sẽ tạo quái. Thì với bản đồ 6x thì bây giờ mình sẽ tạo tới quái 6x rồi. Thì mình sẽ tạo một quái ở một bản đồ, sau đó là những bản đồ tiếp theo nó sẽ tương tự nhưng mà nó khác các bạn nha. Anh em đi vào siêu vũ động 1, siêu vũ động các bạn thấy full người rồi. Qua siêu vũ động 1, sau đó nếu full qua siêu vũ động 2, nếu full mình tạo tiếp siêu vũ động 3, 4, 5. Trời ơi nó quá dễ các bạn. Thật ra là sau này nếu mà server nó có một một cái bản đồ trend mà nó có full á, thì mình sẽ copy update của cho nó nhanh. Kiểu vậy, mình làm như thế thì nó sẽ nhanh gọn hơn. Ok, và mình sẽ tiến hành tạo quái từ đây. Đầu tiên thì mình sẽ tạo cái địa điểm xuất hiện thì nó sẽ nằm ở đây. Nó sẽ nằm ở đây. Đó, đây, mình sẽ tạo cái địa điểm này. Để cho nó sẽ xuất hiện ở đây. Có nghĩa là khi mà các bạn thổ địa phù lên thì nó anh em muốn nằm ở đâu thì chúng ta lấy địa điểm đó nằm ở đó. Sau đó thì mình sẽ copy qua bên ông NPC Safu. Mình sẽ gán vô. Sau đó là chúng ta đi thổ địa phù là nó lấy chính xác cái địa điểm này. Cơ bản là làm cái này á, nó không khó nhưng nó cực kỳ mất thời gian. Nếu các bạn đầu tư về thời gian nhiều thì các bạn sẽ tạo lại nhiều cái cực kỳ hay ho và cực kỳ thú vị. Ok, bây giờ mình sẽ chính thức tạo quái các bạn nha. Thì cái việc mình tạo quái nó sẽ như thế này. Mình sẽ làm luôn để cho các bạn thấy. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo những con bãi quái ở trong này. Với bãi 6x trở lên thì mình sẽ tạo một bãi là tầm 20 con. Mình sẽ cố định 20 con, nó ở trong một cái phạm vi ngắn thôi. Để anh em có thể là kiếm bãi trend vô tư. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 7, 18, 19, 20. Đó. Sau khi mình thực hiện lệnh xong thì mình sẽ bắt đầu ráp. Rồi, mình sẽ ráp cái tọa độ vào. Và mình sẽ thực hiện on quái, có nghĩa là mình sẽ test trực tiếp luôn để mình xem thử là cái bãi trend như thế nó đã hợp lý chưa. Đó. Đây là một bãi trend của mình. Mình sẽ tạo xem thử là một bãi trend như thế là nó đã hợp lý chưa. Sau khi mình thấy số lượng như thế này khá là ok và đã hợp lý rồi, quái nó không chạy lung tung, thì bắt đầu thì mình sẽ di chuyển ra bên ngoài.
Mình di chuyển ra bên ngoài này. Nó không cách biệt này, nó xa này. Thì bây giờ thì mình sẽ tạo một bãi ở đây. Tiếp tục là 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Rồi. Sau đó là mình sẽ on tọa độ vào. Bây giờ mình sẽ on những cái đường dẫn. Nó không có gì các bạn, nhưng mà nó rất, cực kỳ mất thời gian để mà tạo mới hoàn toàn. Còn nếu chúng ta cứ dựa theo những cái nguyên bản thì tất nhiên thì nó vẫn được, nhưng mà mình không thích như vậy. Ok, và mình sẽ bấm tạo. Và các bạn thấy đấy, nó sẽ tạo nguyên một bãi như thế này. Là mình sẽ check được là tôi tạo như thế là nó có hợp lý chưa, nó có bị lầy quá hay không, và nó như thế nào. Thì một team các bạn sẽ vào đây, các bạn sẽ lựa 4 hay 8 người, 8 nhân vật, một team ở đây, nó sẽ chả ảnh hưởng chi ai cả, đúng không các bạn? Nó sẽ không ảnh hưởng, và mình sẽ hạn chế đến mức tối đa cái việc là hai team, là team bên này với team bên kia là đứng để cấy hai bãi, với mình chỉ một bãi thôi. Anh em đứng hai bãi thì nó sẽ lệch lắm, bởi vì mình sẽ giúp kinh nghiệm nó khác, anh em khác, nó sẽ có một cái phạm vi nhất định, anh em đứng xa quá nó không có kinh nghiệm đó. Về cơ bản là như vậy, và auto mình sẽ hủy luôn tất cả mọi cái về vì cái việc mà chúng ta sẽ đánh theo tọa độ, chúng ta sẽ đánh theo phạm vi nhất định, nghĩa là khi các bạn bấm auto nó sẽ mặc định quanh điểm ở đây thì nó sẽ đánh ở đây thôi, chúng ta không có đi đâu. Và lưu ý về tự vệ này, auto nó sẽ thiết lập mặc định, nếu các bạn bấm tự vệ thì nó sẽ không theo sau, còn nếu các bạn bấm theo sau thì nó sẽ không tự vệ, để chống cái trường hợp là kéo xe kéo cả đàn đồ PK. Là những cái đó hiện tại là một số game bây giờ người ta đang lạm dụng cái vấn đề đó, trong tống kim được chẳng hạn, chúng ta lắp nhiều vào, chúng ta kéo nguyên cả một đàn đi, nhìn nó đông nhưng thực tế áp tay nó không nhiều, và cái chất lượng tống kim nó không sướng. Còn nếu mà BK đúng áp tay, các bạn sẽ cảm giác được là BK nó sướng cực kỳ. Còn nếu mà BK theo kiểu mà kéo một đàn xe, anh em sẽ nhìn thấy được nó đi theo cả đoàn của đoàn, nó không có cảm giác, nó không có sướng. Còn BK áp tay là nó sẽ rời rạc và nó sẽ chất lượng hơn, cảm giác chúng ta khi chúng ta BK nó đã lắm đó. Đó là cái cách trên quái, bui quái của mình, cũng khá là đơn giản đúng không các bạn? Đơn giản nhưng mà không đơn giản đâu anh em, bởi vì chúng ta phải đầu tư. Đấy, ví dụ như thế là mình, bây giờ là mình làm nháp cho anh em vậy thôi, chứ còn khi mà mình làm thì mình sẽ làm một loạt, mình làm một loạt xong rồi bắt đầu mình check in, mình kiểm tra lại xem thử nó có độ lệch hay không, có độ lệch thì mình sẽ điều chỉnh. Thì nó sẽ bớt hạn chế về cái độ lệch. Anh em thấy không? Cũng khá là nhanh đúng không các bạn? Nhưng mà cái công đoạn để mà chuẩn bị khi mà chúng ta thực hiện thao tác nhanh như thế này thì nó lâu. Như thế này thì được rồi. Đó, đứng giải giải ra xí cho ai đi đứng cả cục. Đúng không anh em? Ví dụ chỗ này nó sẽ không bị dính bãi trầy này. Đấy, và mình sẽ thực hiện bấm Enter, Enter. Anh em nhìn nhìn thì nghĩ là nó nhanh ấy, chứ còn cái công đoạn mà để tạo ra, để mà ra một cái code để mà thực hiện cái lệnh nhanh như thế này ấy, nó cũng không dễ dàng gì. Đấy, chỉ là như thực hiện thao tác tay khá nhanh. Vậy là một cái bãi quái của mình đã hoàn thành, với một số lượng con quái là mình sẽ quy định là 20 con quái trên một bãi như thế này. Kể cả anh em lên các bãi 90 cũng vậy, 80 cũng vậy, thì cũng là 20. Tính từ bãi 5x trở xuống á, là một bãi là 15 con quái. Còn từ bãi 6x trở lên thì một bãi nó sẽ là 20 con quái. Nó sẽ chạy trong một cái phạm vi nhất định như thế này thôi. Như thế là khá là ok rồi. Ok, đó là cái quy trình tạo quái của mình. Và cái cách xây dựng mới của mình cho nó phù hợp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin chào anh em.